Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, thông tin mới nhất, Thủ tướng Slovakia đã qua cơn nguy kịch dù trúng 5 phát đạn trong một âm mưu ám sát. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Séc phê duyệt hỗ trợ người tị nạn Ukraine trở về nước. Thủ tướng Slovakia đã qua cơn nguy kịch dù trúng 5 phát đạn. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan và châu Âu hướng về các nạn nhân trong vụ cháy. Hôm qua, chính phủ Séc đã phê duyệt việc hỗ trợ 430 người tị nạn Ukraine tự nguyện trở về nước. Những người muốn trở về quê hương sẽ được nhà nước cung cấp vé xe buýt đến nơi cư trú gần nhất ở Ukraine hoặc sắp xếp xe cứu thương để hỗ trợ. Chương trình thí điểm hỗ trợ tự nguyện trở về Ukraine đã được chính phủ Séc phê duyệt đối với 430 người Ukraine, trong đó 400 người sẽ được nhà nước cung cấp vé xe buýt từ Séc đến nơi cư trú gần nhất ở Ukraine. Đối với 30 người khác trong tình trạng sức khỏe phức tạp, họ sẽ được hỗ trợ cá nhân và được cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế. Theo Bộ Nội vụ, chương trình này dành cho những người đang nhận bảo vệ tạm thời tại Séc và những người đã nộp đơn nhận được bảo vệ quốc tế. Dự án mới không liên quan đến nghĩa vụ quân sự của người Ukraine và hỗ trợ những người muốn trở về nước, chẳng hạn như vì lý do sức khỏe hoặc gia đình. Tính đến đầu tháng 4, đã có khoảng 339 người tị nạn từ Ukraine được bảo vệ tạm thời tại Séc, khoảng 123.000 người tị nạn đang làm việc tại Séc. Ngoài ra, chính phủ cũng chấp thuận việc quyên góp khoảng 46,3 triệu koron cho một tổ chức và cơ quan quốc tế đến cuối năm nay. Năm ngoái, Séc đã quyên góp hơn 49 triệu koron ra nước ngoài cho các tổ chức quốc tế. Theo văn phòng chính phủ, so với những năm trước, sự hỗ trợ cho các tổ chức và quá trình ứng phó với hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine ngày càng tăng. Theo quan điểm ngoại giao của Séc, những khoản quyên góp sẽ nâng cao danh tiếng của Séc trên thế giới và đóng vai trò như một công cụ chính trị trong chính sách đối ngoại của Séc. Mặc dù các công ty năng lượng tại Séc vẫn đưa ra những bảng giá có lợi cho khách hàng, nhưng giá và trên các sàn giao dịch bán buôn đối với điện vẫn tăng. Do đó, theo các chuyên gia, việc giảm giá năng lượng sẽ kết thúc và hóa đơn năng lượng cuối năm của các hộ gia đình có thể đắt đỏ hơn. Giá điện trên sàn giao dịch bán buôn hiện chỉ dưới mốc 100 euro trên mỗi MWh. Tuy nhiên, trong tháng 2 và đầu tháng 3, các nhà phân tích đã nhận thấy mức giá giảm xuống 70 euro mỗi MWh. Chỉ trong một tháng, giá điện đã tăng 11%. Do đó, theo các chuyên gia kinh tế, người dân có thể mong đợi rằng các nhà cung cấp năng lượng sẽ phản ánh mức tăng giá vào bảng giá cho khách hàng. Mặc dù các công ty năng lượng có thể sẽ tăng giá dần dần, nhưng vào cuối năm nay, hóa đơn năng lượng của người tiêu dùng có thể sẽ cao hơn do liên quan đến khoản chi phí năng lượng được nhà nước quản lý có thể sẽ tăng lên. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên ký hợp đồng cố định vì đối với một số hộ gia đình trong thời điểm hiện tại, hợp đồng cố định ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Chính phủ Séc đang lên kế hoạch thay đổi trong việc thanh toán giấy phép truyền hình. Bộ Văn hóa đã đưa ra đề xuất rằng người dân sẽ phải trả 205 korun mỗi tháng cho đài truyền hình và đài phát thanh công cộng. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa Séc, người dân sẽ phải trả phí cho bất kỳ thiết bị nào có khả năng thu chương trình phát sóng truyền hình hoặc đài phát thanh, bất kể phương thức thu sóng nào, tức là chủ sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng những thiết bị này cũng sẽ phải trả phí. Hiện tại, nghĩa vụ thanh toán cho giấy phép truyền hình áp dụng đối với các công ty hộ gia đình sở hữu máy thu thanh truyền hình. Đối với hộ gia đình, không phải mỗi thành viên đều phải trả phí, mà chỉ một người phải trả phí. Bất kể số lượng thiết bị trong hộ gia đình là bao nhiêu, trên thực tế hàng nghìn người sẽ thấy chi phí hàng tháng của mình tăng lên. Ngày nay, phần lớn người Séc đều sở hữu điện thoại thông minh. Theo đề xuất, người dân sẽ phải chi hơn 200 koron mỗi tháng kể từ năm tới. Bộ Văn hóa đề xuất tăng phí truyền hình thêm 15 koron lên 150 koron và phí phát thanh tăng thêm 10 koron lên 55 koron mỗi tháng. Đối với những người hiện đã trả khoản thanh toán giấy phép truyền hình cho TV và radio, cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng, thì họ sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản nào. Các hộ gia đình sẽ chỉ phải trả khoản phí này một lần. Dự luật sửa đổi sẽ được đưa ra thảo luận tại Hạ viện, nhưng dự kiến các cuộc họp sẽ kéo dài, phe đối lập không đồng ý với việc sửa đổi này. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi giá nhiên liệu CCS, giá nhiên liệu tại Séc tiếp tục giảm. Trong tuần qua, một lít xăng Natural 95 được bán với giá trung bình là 39,55 korun mỗi lít, rẻ hơn 43 hale so với tuần trước. Dầu diesel đã giảm 49 hale xuống mức trung bình là 37,78 korun. Theo các chuyên gia phân tích, giá nhiên liệu sẽ còn giảm hơn nữa trong những ngày tới.
Giá nhiên liệu đã bắt đầu giảm vào cuối tháng 4 sau hơn một tháng trước đó liên tục tăng. So với năm ngoái, giá xăng hiện rẻ hơn 3 krôn mỗi lít, trong khi đó dầu diesel rẻ hơn 6,5 krôn. Theo chuyên gia phân tích, nguyên nhân giá nhiên liệu giảm là giá trên các sàn giao dịch nhiên liệu thay đổi. Xu hướng giảm giá đã xuất hiện từ cuối tháng trước. Các chuyên gia dự đoán rằng giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Vào mùa hè, cả xăng và dầu diesel có thể sẽ giảm trung bình hàng chục hale. Theo vùng, giá nhiên liệu rẻ nhất là ở vùng Ostexco. Tại đó, trung bình một lít xăng có giá 39,04 krôn và dầu diesel là 37,11 krôn mỗi lít. Ngược lại, giá nhiên liệu đắt nhất vẫn là ở thủ đô Praha. Tại đó, xăng được bán với giá trung bình 40,18 krôn và dầu diesel là 39,10 krôn mỗi lít. Theo các bác sĩ Séc, vào năm 2030, ung thư sẽ là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất tại Séc. Hiện tại, bệnh tim và khối u chiếm 25% tổng số ca tử vong mỗi năm với gần 28.000 trường hợp. Theo thống kê, hiện tại cứ 3 người Séc thì có 1 người mắc bệnh ung thư và đến năm 2030, dự đoán tỷ lệ này sẽ là 50%. Có 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Séc, chiếm hơn một nửa số ca tử vong mỗi năm trong số bệnh nhân ung thư. Mỗi năm có hơn 5.200 người tử vong vì ung thư phổi, hơn 3.300 người tử vong vì ung thư ruột kết và trực tràng, 2.200 người tử vong vì ung thư tuyến tụy, gần 1.700 phụ nữ tử vong vì ung thư vú và 1.400 nam giới tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt. Đối với 4 trong 5 loại ung thư này, người dân có thể kiểm tra các khối u bắt đầu phát triển hay chưa, ngay cả khi chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Các bác sĩ phụ khoa sẽ sàng lọc phụ nữ về nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung trong quá trình thăm khám sức khỏe định kỳ. Phụ nữ từ 45 tuổi có thể chụp quang tuyến vú để phát hiện ung thư vú. Ở cả hai giới từ 50 tuổi có thể khám ung thư ruột kết và trực tràng. Từ năm nay, người dân cũng có thể tham gia khám sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, xét nghiệm máu để được các bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ tiết liệu thực hiện. Theo các y bác sĩ, mặc dù việc khám sàng lọc được thực hiện miễn phí, nhưng chỉ có một số ít người dân tham gia. Các cuộc khảo sát trước đó cho thấy người dân sợ việc đi khám bệnh, nhưng theo các bác sĩ điều này là không cần thiết. Nhờ những tiến bộ trong điều trị, khả năng sống sót của bệnh nhân ngày càng được cải thiện. Nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu thì phần trăm chữa khỏi sẽ rất cao. Theo các bác sĩ, một nửa số trường hợp ung thư có thể được phòng ngừa nhờ lối sống lành mạnh. Sân Phiêu Vàng chúng ngay sẽ sang. Tam Đa Promo đã quay trở lại. Xe thân chính, một xế hộp đời mới, Mercedes GLS 400D Formatic. Xe thường phụ, 3 máy tính MacBook Pro. 10 tuần bốc thăm, mỗi tuần một iPhone 15 Pro Max đời mới. Cùng nhiều giải thưởng tuần hấp dẫn khác. Nhận ngay cơ hội tham gia khi mua hàng với hóa đơn trên 5.000 krun tại chuỗi siêu thị Tam Đa Foods. Hoặc với mỗi đơn hàng trên 6.000 krun qua dịch vụ Tam Đa Express, khách hàng sẽ nhận được một phiếu tham gia bốc thăm. Phần dành cho khách hàng màu đỏ, phần tham gia bốc thăm màu xanh. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 với chuỗi siêu thị Tam Đa Foods và từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 2024 với dịch vụ Tam Đa Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafoods.eu/promo2024. Vụ Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát và trúng 5 phát đạn đã khiến cả thế giới phải rúng động. Rất may ông được đưa tới bệnh viện kịp thời bằng trực thăng và ca phẫu thuật sau đó đã thành công. Hiện Thủ tướng Slovakia tạm qua cơn nguy kịch. Bất chấp hàng rào an ninh đứng ngay cạnh, hung thủ vụ ám sát vẫn bắn 5 phát đạn về phía Thủ tướng Slovakia Robert Fico và ông đã bị trúng 2 phát đạn xuyên qua bụng và một khớp trên cơ thể. Ngay lập tức hung thủ bị lực lượng an ninh khống chế và Thủ tướng Fico đã được đưa đến bệnh viện địa phương ở Halova trong tình trạng nguy kịch. Sau đó ông được trực thăng trở đến thủ phủ khu vực Banská Bystrica để phẫu thuật khẩn cấp. Theo cập nhật mới nhất của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Môi trường Tomáš Taraba, ca phẫu thuật cho Thủ tướng Fico đã diễn ra thành công và ông tạm thời qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, giới chức Slovakia bước đầu nhận định vụ tấn công có khả năng cao mang động cơ chính trị khi nó diễn ra sau cuộc bầu cử và hung thủ được xác định ủng hộ phe đối thủ của ông Fico.
Hung thủ bước đầu được xác định là một người đàn ông 71 tuổi, cựu nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm, đồng thời là tác giả của 3 tập thơ và là thành viên của Hội Nhà văn Slovakia. Truyền thông địa phương dẫn lời con trai nghi phạm cho biết, nghi phạm là người có giấy phép sử dụng súng hợp pháp và gia đình không hề hay biết về động cơ của vụ tấn công. Đây là vụ tấn công hiếm có nhằm vào một chính trị gia ở Slovakia và ngay lập tức vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Áo Nehammer, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án về sự việc và cũng đã cầu nguyện cho Thủ tướng Slovakia mau chóng bình phục. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sẵn sàng phối hợp điều tra. Được biết, Thủ tướng Robert Fico đắc cử nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ 3 vào tháng 10, 2023. Ông là chính trị gia châu Âu thể hiện quan điểm mạnh mẽ chỉ trích phương Tây ủng hộ Ukraine và đã ngăn chặn việc gửi vũ khí cho quốc gia này. Theo giới chức Slovakia, thông tin chi tiết của quá trình điều tra về hung thủ, động cơ ám sát ông có thể diễn ra trong nhiều ngày. Tổng thống Putin đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5. Theo hãng tin TASS, chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin là chuyến thăm cấp nhà nước, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống. Ông Yuri Ushakov cho biết Trung Quốc không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Ông Putin đến thăm Trung Quốc đầu tiên để đáp lại tương xứng cử chỉ hữu nghị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin diễn ra trong 2 ngày, chia làm 2 giai đoạn. Tổng thống Nga dự kiến sẽ tới Bắc Kinh và Cát Nhĩ Tân. Tại Bắc Kinh, ông Putin sẽ gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến có các cuộc đàm phán trực tiếp chính thức và không chính thức, cũng như đàm phán với sự tham gia của các phái đoàn. Các cuộc đàm phán song phương dự kiến tập trung vào hợp tác thương mại và kinh tế. Tại cuộc gặp, ông Putin và ông Tập cũng sẽ đề cập đến các vấn đề chính trị và khu vực cấp bách. Ông Ushakov cũng cho biết phần quan trọng nhất trong hội đàm ở Bắc Kinh sẽ là cuộc gặp kín đầu tiên. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận đầy đủ về tình hình Ukraine. Giai đoạn thứ hai của chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ và thành phố lớn bậc nhất tỉnh Long Giang. Tại đây, ông Putin sẽ dự lễ khai mạc hội chợ Nga-Trung lần thứ 8 và diễn đàn hợp tác liên khu vực Nga-Trung lần thứ 4, đồng thời gặp gỡ giảng viên sinh viên công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Hãng Reuters ngày 16 tháng 5 đưa tin, Pháp vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trên quần đảo New Caledonia thuộc Pháp sau khi 3 thanh niên Kanak bản địa và một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn liên quan đến cải cách bầu cử. Tình trạng khẩn cấp trao cho chính quyền thêm quyền hạn để cấm tụ tập và giới hạn người dân di chuyển tại quần đảo thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Lực lượng cảnh sát bổ sung thêm 500 sĩ quan vào số 1.800 nhân sự thường có mặt trên đảo. Quyết định này được đưa ra sau khi những kẻ bạo loạn đốt phá xe cộ, cơ sở kinh doanh và cướp phá các cửa hàng, các trường học đã đóng cửa và có lệnh giới nghiêm ở khu vực trung tâm. Bạo loạn nổ ra vì một dự luật mới được các nhà lập pháp ở Paris thông qua hôm 14 tháng 5 cho phép cư dân Pháp đã sống ở New Caledonia 10 năm được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh, một động thái mà một số lãnh đạo địa phương lo ngại sẽ làm loãng cuộc bỏ phiếu của người Kanak. Sẽ không có tình trạng bạo lực nào được dung thứ, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal lên tiếng, đồng thời nói thêm rằng tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Pháp thực hiện các biện pháp mạnh để lập lại trật tự. Sau đó, ông ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài trong 12 ngày, kể từ ngày 15 tháng 5 và thông báo rằng binh lính Pháp sẽ được điều động để bảo vệ cảng và sân bay chính của New Caledonia. Vào ngày 15 tháng 5, một người đàn ông đã dùng dao để tấn công nhiều người qua đường ở thị trấn Zofingen, Thụy Sĩ, khiến 6 người bị thương, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Trong thông cáo đưa ra, cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông bắt đầu dùng dao tấn công nạn nhân đầu tiên ở nhà ga của thị trấn Zofingen, cách thành phố Zurich khoảng 60 km về phía nam, vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ địa phương. Sau đó hung thủ điên cuồng lao vào đâm những người khác một cách ngẫu nhiên trước khi cố thủ trong một ngôi nhà cho đến khi bị bắt. Vụ tấn công đã khiến 6 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và tình trạng của họ hiện đã ổn định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân ra làm chứng và cung cấp video hình ảnh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các nhà chức trách địa phương vẫn chưa công bố danh tính của hung thủ cũng như động cơ gây án. Một máy bay Boeing chở 468 người đang chuẩn bị cất cánh từ Indonesia tới Ả Rập Saudi thì động cơ phụt lửa buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
Video trên mạng xã hội cho thấy chiếc Boeing 747-400 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda đang chạy đà trên đường băng sân bay thành phố Makassar trên đảo Sulawesi hôm 15 tháng 5 để chuẩn bị cất cánh tới thành phố Madinah, Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, khi phi cơ sắp rời khỏi mặt đất, ngọn lửa bất ngờ phụt ra từ động cơ bên phải. Garuda sau đó cho biết chuyến bay số hiệu Garuda 1105 phải quay trở lại sân bay lúc 17:15, toàn bộ hành khách an toàn. Irfan Setipuncha, chủ tịch kiêm giám đốc hãng Garuda cho biết, phi công quan sát thấy tia lửa ở một động cơ nên quyết định đưa máy bay quay lại ngay sau khi cất cánh. Máy bay khi đó chở 450 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Hành khách sau đó được bố trí lên chuyến bay khác để đến Ả Rập Saudi. Máy bay đã tạm ngừng hoạt động trong lúc giới chức điều tra nguyên nhân sự cố. Hãng hàng không Garuda thuộc 60% sở hữu nhà nước đã chịu tổn thất nặng nề trong đại dịch COVID-19, khiến phần lớn đội bay của hãng phải ngừng hoạt động, hàng trăm nhân viên đã bị sa thải. Viện Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Nhật Bản cho biết hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn tại nước này đang tăng kỷ lục trong vài tháng qua nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn STSS đang lan rộng với tốc độ chưa từng thấy tại Nhật Bản, dẫn đến lo ngại về hội chứng có thể tiến triển nhanh và gây chết người này. Tính đến ngày 5 tháng 5, Viện Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Nhật Bản đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ về 801 ca nhiễm STSS diễn biến nặng trong năm nay. Con số này cao hơn gấp 2,76 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất theo hệ thống ghi nhận hiện nay. Số ca được ghi nhận với tốc độ nhanh hơn so với năm ngoái, khi cả năm ghi nhận 941 ca. STSS chủ yếu gây ra bởi liên cầu khuẩn Streptococcus và hầu hết xuất hiện ở những người 30 tuổi trở lên. Bệnh nhân có thể bị hoại tử các chi và suy đa tạng. Hội chứng có thể ảnh hưởng một cách nhanh chóng đến các cơ quan như gan, phổi, thận hoặc gây co giật, xuất huyết, suy tim. Tỷ lệ tử vong trung bình của hội chứng này là 30%. Nguyên nhân của tình trạng gia tăng hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn này hiện vẫn chưa rõ, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng số ca mắc bệnh viêm họng liên cầu khuẩn đã tăng lên kể từ khi các biện pháp chống COVID-19 được nới lỏng. Việc làm dành cho bạn, Tamda Group liên tục tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. Chi nhánh tổng kho Tamda Hoskivitsa và DC Brno tuyển dụng nhân viên kho, nhật hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Nhân viên văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo. Nhân viên lái xe, trung thực, khỏe mạnh, có bằng lái xe và kinh nghiệm lái xe lâu năm là lợi thế. Nhân viên thị trường, giao tiếp tốt, am hiểu về mặt hàng Potravini là lợi thế. Tamda Hus Praha cần tuyển nhân viên cửa hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, nhân viên văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo. Tamda Uski cần tuyển nhân viên cửa hàng và nhân viên kho, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Tamda Group ký hợp đồng lao động với người có visa hợp pháp tại Cộng hòa Séc. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo báo cáo của Ủy viên Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà đã có một số vi phạm và khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Bà Mai có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, bao gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn trung tâm mua sắm Mariinska ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, khiến nhiều người Việt rơi vào sự khủng hoảng tinh thần. Tài sản tiền tỷ chục năm tích góp bị thiêu rụi, người Việt ở Ba Lan chỉ biết ngậm ngùi như vào ngõ cụt. Thậm chí có đến 2.000 người Việt gốc Việt mất việc làm và sinh kế hàng ngày. Ôi chẳng thay rồi. Bây giờ còn biết đi đâu. Trời ơi. Bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ tài sản. Thật sự tầm 1 anh cũng không nghĩ ra là cái chợ nó sẽ cháy như thế này. Đau xót khi mọi nỗ lực sau hàng chục năm bôn ba nơi xứ người bỗng chốc tan thành mây khói. Không ai có thể nghĩ cảnh tượng bi đát này bất ngờ ập đến khi tuổi đời không còn trẻ để bắt đầu công việc mới. Ai cũng vậy, rất nhiều không chỉ bản thân chị mà rất nhiều người đã khóc qua, người ta khóc mà hôm nay đến hôm nay người ta vẫn còn nguyên giữ nguyên cảm xúc. Mà càng nghĩ càng chua xót, càng đau xót hơn em ạ. Nên là những cái mất mát này là không cho tàn đổ nát thôi. Những gì còn lại sau đám cháy tại trung tâm mua sắm Mariinska ở thủ đô Warsaw, nơi hàng trăm người Việt Nam kinh doanh, chỉ còn lại nỗi xót xa. Với nhiều câu hỏi về tương lai phía trước. Sau hơn một ngày xảy ra vụ cháy, chị Nguyễn Trung quê ở Hà Nội cố gượng dậy di chuyển đến hiện trường. Chị cùng nhiều người Việt khác chuẩn bị giấy tờ cần thiết để cung cấp cho cơ quan chức năng. Chị Trung có một gian hàng bán quần áo bị thiêu rụi hoàn toàn. Bà con người Việt ở đây đang rất là đông. Thứ nhất là mọi người tập trung ở đây sẽ vào buổi sáng nay để theo sự hỗ trợ của nhóm người, cộng đồng người Việt ở đây, của đại sứ quán, rồi tập trung tất cả nhiều sự chỉ đạo và ban liên lạc của chợ. Đang hỗ trợ bà con, thứ nhất là về thủ tục giấy tờ để gửi đơn lên phòng thuế này, rồi phòng bảo sở rút, tức là ở bên này gọi là bảo hiểm này, để lo về cái thủ tục làm đơn xin trợ cấp hoặc và tạm thời không phải đóng rút, tức là đóng bảo hiểm và đóng thuế trong những cái tháng sắp tới. Thứ hai nữa là có một số mạnh thường quân đã ủng hộ bà con, là mỗi người một túi gạo, một miếng khi đói còn một gói khi no. Đấy, tình hình hiện tại là như vậy. Ai cũng vậy, rất nhiều không chỉ bản thân chị mà rất nhiều người đã khóc. Mà người ta không chỉ khóc hôm qua, người ta khóc mà hôm nay đến hôm nay người ta vẫn còn nguyên giữ nguyên cảm xúc. Mà càng nghĩ càng chua xót, càng đau xót hơn em ạ. Nên là những cái mất mát này là không thực sự để mà nói ra. Chẳng qua giữa trước mặt mọi người thì ai cũng phải tỏ ra là mạnh mẽ, ai cũng phải tỏ ra là kiên cường để có thể vượt qua được lúc này. Thực sự không ai là không đau xót, bởi vì bản thân là không biết đi đâu, sẽ đi đâu về đâu em ạ, sẽ đi đâu về đâu. Vì một số, gần như là một nửa bà con ở đây là đều là những người đã đi sang đây mấy chục năm trời rồi, cho nên là tuổi cũng khá khá rồi. Ví dụ như chị là đã suýt xuất 50 tuổi rồi, thì để mà bắt đầu lại những cái công việc mới mẻ thì khó quá em ạ. Mà để đi buôn tiếp thì không biết là đi buôn ở chỗ nào, đi đứng ở chỗ nào. Nói chung là kể từ khi mất sân vận động là đi vào đây là đã 14 năm rồi. Thì 14 năm tất cả mọi vốn liếng của trong vòng từ kể ngoài sân vận động và đi chuyển ở đây nữa là khoảng hơn 20 năm rồi, là tất cả nằm ở trong gian hàng này, tất cả ở đây. Có một gian hàng 30m² kinh doanh giày dép ở trung tâm mua sắm Mariinska. Anh Đặng Văn Dũng, 37 tuổi, quê ở Nghệ An, cũng khốn đốn sau vụ hỏa hoạn khi toàn bộ hàng hóa, giấy tờ tan thành mây khói. Tính cả tiền mặt, hàng hóa, số tiền thiệt hại rơi vào khoảng 250.000 đô la Mỹ, tương đương 6 tỷ đồng. Chung là giống như mình bị đi vòng ngõ cụt ấy. Thật sự ra là bao nhiêu năm, 14, 15 năm ở đây rồi, buôn bán tất cả tài sản của mình là nắm ở trong quầy, tập dồn hết vào quầy hàng. Và bây giờ khi mà bị nó trong một đêm ngủ dậy nó bị thiêu rụi như thế thì thực sự ra là bây giờ bọn anh ở đây là bị mất phương hướng. Tất cả bà con ở đây đều là bị mất phương hướng. Và sẽ không biết, hàng nghìn con người ở đây sẽ không biết là đi đâu và về đâu. Và sẽ làm gì tiếp theo để sống. Tính về thiệt hại, cả tiền mặt, cả quầy hàng và ghi những thì chiếc quầy của anh rơi vào 1 triệu ruo. 250.000 đô.
bọn anh đang hôm nay ở bọn anh ở tập trung bà con lại ở đây là để lấy danh sách để mà gửi lên chính quyền để xin rút để xin là thì để xin dừng đóng tiền thuế của nhà nước và là xin cấp lại giấy tờ của Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan, nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan để cấp lại những giấy tờ mà bà con đã bị cháy. Cộng với lại là mình sẽ tập trung lại cái danh sách những cái bà con khó khăn cần được hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan, những cái người mạnh thường quân để góp tiền vào và hỗ trợ cho bà con về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Đến bây giờ là bọn anh vẫn đang mất phương hướng, mà bọn anh chưa biết là sẽ phải làm như thế nào và chưa biết được là mình sẽ làm gì trong tương lai, chưa có định hướng gì, gọi là đang vô định vô hình luôn, không thể là không biết được mình sẽ tiếp tục sống ở đây hay là về Việt Nam phải rời Ba Lan để về Việt Nam hay là phải đi một đất nước khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết ngày 12 tháng 5, trung tâm thương mại với hàng trăm quầy hàng hóa của người Việt Nam tại số 44 Mariinska, thủ đô Warsaw, Ba Lan đã bị cháy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan khẩn trương cử nhóm công tác đến hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cùng với Hội người Việt Nam tại Ba Lan nắm bắt tình hình, động viên, thăm hỏi bà con và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân. Với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới. Đồng thời, Đại sứ quán cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Ba Lan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân Việt Nam. Sau hơn 3 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng ở trung tâm mua sắm Mariinska, cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục các hoạt động phát tặng đồ ăn, thực phẩm cho bà con bị ảnh hưởng. Nhiều người rưng rưng nước mắt vì trong lúc hoạn nạn khó khăn vẫn cảm nhận được tình thương của anh em đồng hương nơi đất khách quê người. Không thể giữ bình tĩnh khi cả cơ nghiệp sau nhiều năm gom góp bị ngọn lửa thiêu rụi. Ôi, chẳng thấy rồi. Bây giờ còn biết đi đâu rồi. Sự hoảng loạn của người phụ nữ này cho thấy được sự tàn phá nặng nề của vụ cháy tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Đã 3 ngày sau vụ cháy kinh hoàng, những dư âm vẫn còn. Giữa lúc hoạn nạn, sức mạnh của cộng đồng người Việt đã hiện diện, chung tay quyên góp, chia sẻ khó khăn với bà con đồng hương. Đây là những hình ảnh vào lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 5. Cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục các hoạt động phát tặng đồ ăn, thực phẩm cho bà con bị ảnh hưởng. Nhiều người rưng rưng nước mắt vì trong lúc hoạn nạn khó khăn vẫn cảm nhận được tình thương của anh em đồng hương nơi đất khách. Nói tóm lại là anh em này, nếu mà đói thì bây giờ ai gọi là tạm thời được mắt lúc đó chứ đói. Nhưng mà quan trọng là cũng chẳng xin mất việc làm thì cũng thì hiện tại thì nói chung ba con trên lưng năm cha rồi từ đi ra làm thì phải mình làm bán đây được thôi, và một số cái người có điều kiện thì bắt đầu đi tìm chỗ rồi tìm triển khai, có điều kiện đi triển khai đi tìm chỗ để mà làm bán mình duy trì cuộc sống. Còn những cái chỗ khó khăn thì chắc cũng năm chờ cũng định lâu nữa căn thời gian. Hồi đồng hướng của mình thì có nghĩa là ngồi hồi đồng hướng của mình là một cái hồi đầu tiên thì nghe chạy thì sau khi đám chạy qua sản phẩm là mình anh phạt đồng là ba con đầu tiên thì mình cũng còn quyền phạt đồng nó cũng đâu mà mình phạt đồng nó ba con thì đình thôi thì là còn đang quyền gọi ủng hộ và có những cái hoàn cảnh nào đặc biệt thì không kể là lề tình đấy là cộng đồng cũng gọi đến bọn anh thì bọn anh đều đến những người mới sang Ba Lan làm việc vài năm thường vay mượn tiền bạc để mở cửa hàng kinh doanh. Biến cố xảy ra khiến họ chênh vênh không biết làm gì tiếp theo để sống và trả nợ. Nhiều lao động tự do cũng rơi vào cảnh thất nghiệp, không có tiền gửi về quê cho gia đình. Một số người có điều kiện đã tìm kiếm mặt bằng mới, triển khai hướng kinh doanh tiếp theo để duy trì cuộc sống. Ngoài việc giúp đỡ lương thực, thực phẩm, mọi người cũng đã hỗ trợ bà con trong việc cung cấp giấy tờ để gửi lên cơ quan chức năng miễn thuế, phí, bảo hiểm. Sau 3 ngày, hội đã quyên góp được khoảng 900 triệu đồng để san sẻ khó khăn, cũng là một trong những người tham gia tích cực vào hoạt động ủng hộ
ông Hoàng Thế Diễm ở thủ đô Warsawa cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, mọi người đã tức tốc họp online phát động hỗ trợ. Anh cho đến nay thì đã hỗ trợ bà con đã quyên góp được một số tiền, một số cái lương thực thực phẩm tối cần thiết. Ngày thứ hai là anh đã mặc cả để phát cho bà con rồi, còn có gạo, thì xôi này, và đến hôm nay vẫn đang phát cho bà con ở ngoài chợ, người bị trà bị tai nạn hỏa hoạn đấy. Bà con mình những người mà ủng hộ là nhiệt tình lắm, nên là từ khi mà bọn anh làm thằng này, bọn anh làm cũng khá là bài bản, là bọn anh tạo một cái logo cho chia sẻ cùng bà con Madagascar 44, và bọn anh chia sẻ trên mạng thì rất nhiều người ta download cái hình ảnh về trong cái trang của anh và người ta lan tỏa đi khắp nơi, và bà con cứ ủng hộ thôi. Tất nhiên cái việc này nó cũng là quyên góp ủng hộ bà con mặt tinh thần thôi, thì chứ còn cái tài sản của bà con mất là lớn lắm, khổng lồ lắm. Mình là yêu thương đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau là mang những động viên thôi em ạ. Thì chưa chả đáng kể bao nhiêu đâu, vì người ta mất thì vẫn mất hết. Còn gì? Không chỉ tại Ba Lan mà tại các quốc gia trong khu vực châu Âu cũng đã ra lời kêu gọi. Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin từ vụ hỏa hoạn, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, đã có thư kêu gọi ủng hộ các nạn nhân sau vụ cháy hỏa hoạn thương tâm. Ngay sau lời kêu gọi của Liên hiệp Hội, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và nhiều nước khác trong khu vực EU đã hưởng ứng tích cực. Riêng Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, sau 2 ngày, bà con người Việt, doanh nhân, doanh nghiệp, các tiểu thương trung tâm thương mại Sapa đã quyên góp được khoảng 25.000 euro. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng gửi quyên góp ủng hộ 300 triệu đồng dành cho bà con người Việt tại Ba Lan thông qua quỹ của Liên hiệp hội. Hoạt động nhân văn nhân ái này cũng nhằm động viên an ủi tinh thần của vũ bà con vượt qua nỗi đau mất mát về tiền bạc của cải, cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp tài sản của bản thân và gia đình sau thảm họa này. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.